Lần đầu tiên mà em nghe thấy nhạc rap thì em đã rất là thích nó rồi. Bài nhạc đầu tiên của em được thu âm tại quán Net thì năm đó là năm em học lớp 11. Vừa qua thì trên sóng của VTV trong những ngày cuối tuần qua thì cũng có một cuộc trò chuyện nói về một hành trình như thế. Đó là cuộc trò chuyện với quán quân của rap Việt mùa 3, Dapper Tutti. Cùng với biên tập viên Thái Trang. Okay. Đúng rồi, chính là ngày hôm qua trên chuyển động 24 giờ talk cuối tuần. Và trong cuộc trò chuyện đó thì Dapper Tutti cũng chia sẻ rất là nhiều lần đầu tiên của mình. Lần đầu tiên mà em nghe thấy nhạc rap thì em đã rất là thích nó rồi. Bài nhạc đầu tiên của em được thu âm tại quán Net thì năm đó là năm em học lớp 11. Càng tìm hiểu về rap thì em càng thích. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là Aloy. Cũng định solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đồ ướt thì anh cũng tính cả rồi. Và đây là người miền núi chất. Đây là lần đầu tiên mà em xa nhà lâu như vậy. Hôm vừa rồi thì em cũng được về nhà ăn một bữa cơm và sau đó là đi luôn. Xúc động nhất là em cùng với lại những người bạn của em đã lên kế hoạch là sẽ về nhà bất ngờ và không thông báo cho bố mẹ em. Sáng sớm khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi thì em về đến nhà thì em không thấy bố mẹ em đâu. Thì em cũng nghĩ trong đầu là sẽ về nhà bất ngờ như thế, nhưng mà kiểu mình đã đoán trước rồi ấy. Mình đã biết trước điều đấy nhưng mình không nghĩ là mình sẽ xúc động. Nhưng mà khi mà em về đến nhà em không thấy bố mẹ em đâu, xong tự dưng em lại rưng rưng, xong chạy xuống bếp thì thấy mẹ em đang ở đấy. Xong mẹ em chạy ra ôm em, xong bảo nhớ, nước mắt cứ chảy ra, em không hiểu tại sao lại thế luôn. Và những lần trước ngày lên đường tham dự ASEAN 19, Phạm Quang Huy đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Hàn Quốc để có thêm những kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Mọi sự cố gắng bỏ ra, theo đuổi thành công đã được đền đáp xứng đáng khi Phạm Quang Huy mở hàng tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Phạm Quang Huy với chiếc huy chương vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam trong một kỳ ASEAN, phải nói rằng một dấu mốc mới, một kỷ lục mới của bộ môn bắn súng tại Việt Nam. Đúng rồi, và luôn có những lần đầu tiên cho những kỷ lục, và đó là cái cảm giác hạnh phúc vỡ òa của những kỷ lục gia. Và người ta cũng từng nói là những kỷ lục sinh ra là để chờ được phá vỡ. Đúng vậy. Ở trong các môi trường mà càng có nhiều sự cạnh tranh thì các kỷ lục lại càng dễ được sinh ra. Như là tại game show của VTV cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem là các kỷ lục tại game show của VTV được tạo ra như thế nào nhé. Đường lên đỉnh Olympia, cuộc thi sẽ bước vào chung kết cuối tuần này. Mặc dù là chưa biết kết quả ra sao, nhưng mà tính đến thời điểm này thì số điểm 345 do thí sinh Lê Xuân Mạnh, nam sinh đến từ Thanh Hóa thiết lập vẫn đang là số điểm kỷ lục của đường lên đỉnh Olympia năm nay. Bạn Lê Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa giành được số điểm 345. Bên cạnh đó, một sự thật thú vị là đến thời điểm này thì đường lên đỉnh Olympia cũng đang là game show có tuổi thọ lâu năm nhất của VTV, khi mà năm nay đánh dấu năm thứ 24 chương trình này lên sóng. Những sự trợ giúp luôn là một phần không thể thiếu trong Ai là Triệu Phú. Nhưng quý vị có tò mò sự trợ giúp được sử dụng sớm nhất từ trước tới giờ? Và đây là câu trả lời. Xin mời câu hỏi số 1. Chùa Quán Sứ nằm ở quận nào của Hà Nội? Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Tôi xin sự trợ giúp khán giả trong trường quay. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc câu hỏi để khán giả trường quay bấm nút tư vấn cho người chơi. 52% chọn C, Hoàn Kiếm. 25% chọn D, Ba Đình. 19% chọn A, Tây Hồ. Và 4% chọn B, Cầu Giấy. Ví dụ như là tôi mà trả lời câu này sai là mọi người phải góp tôi 2 triệu để tôi đi về. Và câu trả lời cuối cùng của tôi là C, Hoàn Kiếm ấy, theo sự trợ giúp khán giả. Và C là câu trả lời đúng. Còn tại Sắc Thanh mùa 5, với 10 lần chốt điều đầu tư thì Sắc Hùng Anh là người chốt điều đầu tư nhiều nhất. Có nhiều chi nhánh ở Mỹ, ở Âu, ở Singapore và Hồng Kông rồi. Có điều là bây giờ hai anh cạnh tranh quá. Anh chốt là anh sẽ đầu tư cho em 23 tỷ để sở hữu 30% cổ phần của công ty em. Nhắc về game show VTV chắc chắn là không thể không nhắc tới tiền thưởng. Và với 320 triệu giành được sau khi trở thành vua tiếng Việt, ca sĩ Quang Minh O Plus chính là người chơi nhận về giải thưởng cao nhất của game show này. 13 câu với 14 điểm, 320 triệu của vua. Yes. Chúc mừng. Trời ơi, tôi chờ mãi để tôi nói câu này. Chúc mừng em. Cảm ơn cháu rất nhiều. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời, những kỷ lục game show. Wow,
quá thú vị. Nếu như mà Hà không điểm hết ra thì anh em mình là người VTV và làm rất là nhiều chương trình thì cũng khó có thể nhớ hết được tất cả những chương trình và những khoảnh khắc phá vỡ kỷ lục như vậy, đúng không? Và đã là những kỷ lục gia sở hữu bất cứ một kỷ lục nào thì sẽ có rất là nhiều cảm giác vừa hạnh phúc vỡ òa này, và đặc biệt là cảm xúc rất là khó tả. Tả được anh Hà. Bậy. Riêng về mặt lập kỷ lục thì tôi nói là tôi đã quen với việc lập kỷ lục luôn, chứ không phải là kỷ lục nào nhỉ? Biết hay không cái cảm giác lập kỷ lục, mà tôi nói luôn chưa chắc đâu nhá. Có những cái kỷ lục ấy mình lập ra rồi chính mình phá vỡ nó, chưa chắc mình đã vui đâu. Ví dụ như tôi luôn lập những kỷ lục mới hàng tháng. Tháng sau đưa tiền cho vợ nhiều hơn tháng trước. Đấy, nói chung là tôi phá vỡ những cái kỷ lục tự thân như thế, tôi thấy là buồn. Sao buồn? Mà bây giờ tôi cũng quen rồi, tại vì tháng nào mình cũng cố gắng mình phá vỡ mà. Cho nên là chỉ có những cái lần đầu tiên thôi, khi mà mình đưa tiền lương tháng sau nó nhiều hơn tháng trước thì mình cảm thấy nó buồn thôi, chứ còn như bây giờ là tôi quen. Cái điều mà anh Lâm nói thì cũng có ý rất là đúng. Đấy là những cái kỷ lục đầu tiên và cái cảm giác đầu tiên được trao cơ hội lúc nào nó cũng khiến cho mình cảm giác vỡ òa và rất là trân trọng cái khoảnh khắc đó. Cái cảm giác đó lại đặc biệt đúng với những diễn viên khi mà họ được thử sức vào một vai diễn mới hoặc là một cái định dạng mới, một tuyến nhân vật mới để đánh dấu con đường sự nghiệp trong môn nghệ thuật thứ 7. Ví dụ như là diễn viên Huỳnh Anh chẳng hạn, một gương mặt rất là quen thuộc ở trên các bộ phim của VFC. Thì không biết là mọi người có biết không, nhưng lần đầu tiên anh ấy tham gia một bộ phim đó chính là do anh ấy tình cờ đi qua đoàn phim và được cast vào vai diễn viên của chúng. Và điều này thì cũng đã được anh ấy chia sẻ qua chương trình Lời Tự Sự ở trên VTV3. Huỳnh Anh đi ngang qua một cái đoàn phim, người ta đang quay, thì tự nhiên thấy mình thấy rất là tò mò. Thế có một cái anh trợ lý đạo diễn bảo chết rồi, giờ này diễn với quần chúng còn chưa đến thì chết rồi. Thế bắt đầu mình bảo anh ơi cho em xin vai quần chúng được không? Cậu thanh niên này được này. Thế là mới bắt đầu. Tức là chỉ đi ngang qua đoàn phim thôi. Đấy xong rồi cậu thanh niên này được này, thế là cho Huỳnh Anh vào làm diễn quần chúng. Cho phim gì? Lâu lắm rồi, đấy là phim của đạo diễn Đức Việt. Phim Men Say. Và sau cái phim đấy thì Huỳnh Anh bắt đầu mới xin được cái số anh trợ lý đấy. Suốt năm rưỡi đấy, năm rưỡi đi làm diễn quần chúng thì mình mới biết được là diễn viên là như thế nào. Đấy, sau đó thì cứ thế mà cuộc sống nó cứ cuốn mình theo cái việc mà mình thích làm và cho đến tận bây giờ đấy. Từ một diễn viên mà phụ ơi là phụ đi ngang qua đoàn làm phim vào đóng một cái vai thôi, nhưng mà từ đấy sao có duyên, tất nhiên cũng có cả cái sự cố gắng phấn đấu công hiến của bạn ấy nữa, thì bây giờ mới trở thành một gương mặt nam diễn viên mà rất là quen thuộc trên sóng VTV. Mình cũng thế, mình cũng nỗ lực, đúng không? Cá nhân tôi hay Thái Trang hay Việt Hà có rất nhiều lần đầu tiên vào những vai khác nhau trên sóng ở lượt trên VTV Go, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có duyên với nghệ thuật thứ 7. Thì cũng hơi buồn, nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Này, cái đây là lần đầu tiên em chia sẻ với anh luôn. Khi mà em đi quay làm talk với diễn viên Mạnh Trường và Thùy Anh ở phim Đừng Nói Khi Yêu ấy, thì anh đạo diễn, lúc đấy em cũng đi qua thôi, và anh đạo diễn: "Ôi, biết thế sớm anh mời em đóng vai Minh Anh." Đấy, nhân vật phản diện trong phim. Và em rất là hiểu cảm giác của Huỳnh Anh, đó là đi tự nhiên đi ngang qua đoàn làm phim mà dừng lại. Anh có điều muốn nói là em rất là hiểu cảm giác của Huỳnh Anh. Đấy, nên là anh thì đúng là hơi thiệt thòi hơn một chút. Bởi vì là diễn viên thì mình cũng cần có một chút chút về ngoại hình. Tôi biết tôi cần làm gì rồi. Cái nhan sắc nó chỉ là một câu chuyện thôi. Bây giờ tôi sẽ phải xem cái lịch trình quay phim của VFC đâu. Để mình đi ngang mình qua. Mình lựa qua đấy thường xuyên. Mình lựa qua đấy thường xuyên. Biết đâu cái lúc mà người ta nhìn ra, người ta cần có một cái vai như thế này, người ta ê Lâm. Còn khi mà nói tới lần đầu tiên thì em cũng nhớ ngay tới lần đầu tiên em được đứng sóng ở một chương trình chính luận tương tác đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Một vinh dự rất là lớn. Hồi hộp đúng không? Đúng rồi, và khi đó em mới 25 tuổi thôi. Khi mà lên sân khấu cất cánh là em nhớ mãi có một câu nói của đạo diễn: "Hôm nay Trang ơi, em quá bản lĩnh." Mọi người bảo gì em nhất định không nói. Bởi vì em không nói được một câu gì anh ạ. Và thực sự rằng là tất cả các bạn, mình muốn chia sẻ rằng là tất cả các bạn cũng như tôi thôi, thương thức đầu tiên rồi là hoàn toàn cứ bước tiếp theo. Không nói là vì lúc đấy là em quên hay là vì em nghĩ đến cái khác hay là sao? Đúng rồi, thứ nhất là bởi vì em được đứng cạnh và ngồi cạnh những chính khách, những nhân vật quá là lớn. Đúng em không? Bị ngợp và em không biết là liệu nói ra mình có bị non nớt, mình có bị ngờ nghịch quá không. Thôi đành sợ thế thôi, tốt nhất là mình đừng nói cho xong, nếu nói mà có gì không phải. Ôi, lúc đấy em thực sự là bủn rủn tay chân. Bây giờ xem lại là em chỉ nói đúng ba câu, đó là ba câu dẫn vào ba khách đấy. Thế mới thấy là những cái lần đầu tiên thật sự là khó quên.